Đối với những người mới lần đầu đến với sự kiện chụp đua bò như em á, thì anh có chia sẻ gì về cách chuẩn bị đồ đạc vật dụng cá nhân tại sự kiện không ạ? Bản thân em thấy là cái sự kiện này chụp bên ngoài trời nè, bùng lầy rồi nắng nóng các thứ nữa, nó sẽ không giống với cách mà tụi em hay chụp ở thành phố, là chụp đường phố rồi đi du lịch hoặc chụp sự kiện đồ, em thấy nó khác hoàn toàn luôn á. Mong anh chia sẻ một chút kinh nghiệm ạ. Bởi vì đặc biệt của đua bò là tác nghiệp trên cái bãi bùng lầy, cho nên cái khả năng mà mình bị lấm lên bùn đất và nước nó nhiều hơn rất nhiều, cho nên anh ba lô gọn nhẹ, mình chỉ đem vừa đủ những cái gì mình cần chụp đua bò thôi, đừng nhiều quá, đừng có đem hết, bớt lại để mấy người đứng lâu và đeo mấy đứa hồn cái đầu không cần trong cái chuyện mà xuất nghiệp chạy nữa, cho nên gọn nhẹ. Thứ hai là những cái trang bị phải có là nón, khăn. Cái khăn nó cũng tiện là nó sẽ vừa lau bùn vừa lau ảnh, nó bảo vệ ảnh. Thì mình khi mình chụp á, để mình lấy chụp xong lấy khăn á, thì quấn vô cái máy ảnh á, mình quay cái lưng lại, đưa cái lưng chịu thôi. Anh mới nói tới khăn, áo, nón là chỉ còn giày dép thì sao? Đi chân không là tốt nhất, hoặc là mang giày là giày giày bút buộc cho nó chặt, bởi vì mình chạy trên trên đường bùn, nhiều lúc đó mình mang dép hay là mang giày thông thường á, có thể là làm rơi giày đó, nó khó khăn cho cái di chuyển rồi. Em mang sandal được không anh? Có khi em đứng chỉ đường đua chụp á, tại cái chân nhà ngập với bùn rồi, cho nên sandal có khi em lo lên kịp. Mọi người đều có cái hộp xốp bên hông và bỏ là giày vô, ai mà không xuống sân á để trực tiếp á, ở trên á thì mới mang giày được, nhưng mà khi mà chấp nhận xuống sân là lên đi chân không là tiện nhất để mình không phải tác nghiệp để mình chạy. Và cái cảnh là vui nhất của đùa bò ai cũng thích, cho là đại bò chạy tới nơi cái mình chạy bò dân nước phun té lên trên người đó, là cái như trẻ em mà tắm bùn vậy đó, mà vui gì đó, ngay cả với anh gia lớn tuổi cũng vậy. Bởi vì anh nói là sao, lúc còn khách tắm xong là tắm bùn gì đó thì lớn còn thích nữa, khi mà đứng dây chụp bò cảm giác rất là đã vui lắm. Ok, em sẽ ghi nhận để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới.